Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu cái món chè đỏ đen. Mình sẽ nấu theo hai kiểu, kiểu nước chè nước và kiểu chè đặc. Chè nước á, thì mình ăn với đá, chè đặc á, thì mình bỏ thêm cái hộp quà boba vô. Mình đã có đậu đen nấu chín rồi, thành ra trong các clip á, các bạn nhìn á, thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà mình sẽ giải thích từ cái nấu, từ cái mà hạt đậu còn sống. Hạt đậu sống á, thì 200g đậu đen đem ngâm, rửa rồi để mình đem ngâm. Ngâm đem đến sáng. Rồi tới sáng hôm sau á, thì mình bỏ vô high pressure. Mình nấu high pressure là 0 phút. Mình đổ nước vô á, là bạn có thể là bây giờ mình nói theo cái loại từ cái các bạn nấu á, thì các bạn đổ 500 ml nước, 500 ml nước tức là 2 cup á. Rồi coi như là bây giờ đậu mình chín rồi. Rồi tiếp tục đúng y chang với lại cái clip mình đang làm, thì mình chuẩn bị đường vàng để mình bỏ vô. Đường á, mình sẽ xài là 120g đường, đường vàng đó. Hiện tại thì mình cần có 100 thôi, tại vì mình nghĩ 100 đủ rồi. Nhưng mà lát á, mình tại vì mình nấu luôn cái boba đó đó, thành ra nó hơi lạc, mình bỏ thêm 20g. Cho nên tổng cộng của nó trong cái nồi chè là 120g đường. Nếu các bạn mà mình nấu mà từ nấu thẳng từ đậu khô á, thì bây giờ trong nồi của mình á, là nó đã có đậu ở trong nồi á, mình chỉ có bỏ đường vô thôi. Còn bây giờ thì mình khuấy khuấy cho nó tan đường rồi mình bỏ đậu vô. Cái phần này bạn không để ý làm gì, tại vì mình nấu đậu chín rồi mà. Vì cái đậu mình chín rồi thì bữa hôm đó mình lấy nước để mình nấu sôi á, mình lấy hết cái nước đó, cho nên cái chè của mình á, cái màu nó, cái nước á, cái màu hơi lạc. Nhưng mà nếu mà bạn nấu thẳng từ cái đậu đậu khô rồi mình ngâm rồi á, thì cái nước sẽ đẹp hơn đó. Mình đậu hoàn toàn không còn miếng nước nào, thành ra cái nó không có ra nước màu đen như là chè đậu đen, nó chỉ ra màu nâu nâu thôi. Đậu này mình nấu, nếu mà các bạn không có nồi high pressure á, thì nấu bình thường thôi, giống như là mình bỏ đậu đậu mà ngâm rồi á, thì mình bỏ vô nồi mình nấu. Nấu cho tới khi nó sôi lên rồi mình riu riu lửa lại cho tới khi hạt đậu mềm. Mình thử nó các cái nước, lấy hạt đậu ra bóp lên tay mà nát ra là chứ đừng có dòm dòm mà đến khi nó nát là coi như hạt đậu mà nát luôn. Mình chỉ nấu rồi mình canh canh mình lấy ra mình bóp từ từ nó. Đừng có cho hạt đậu nó nứt, nó vừa vừa thôi, nó chứ nó nở tè le ra rồi cái nó không có được đẹp. Nó nở tè le thì ăn mềm, nhưng mà nhìn cái chè giống chè đờ, chè đánh luôn đó. Mình cân thêm đường, cân cỡ 20g nữa. Cái này là mình bỏ thêm tùy các bạn á, nếu mà mình ăn là cái công thức thì cũng chung chung thôi, rồi còn cái mình muốn mình ngọt nhạt gì thì tùy miệng của mỗi người. Thường thường á, quê mình nấu chè đậu đen là mà hay bỏ gừng á, nhưng mà mình bỏ gừng á thì mình đâu có bỏ nước cốt dừa. Còn cái này mình sẽ bỏ nước cốt dừa, thành ra mình không bỏ gừng mà mình bỏ vani, bỏ vô chút xíu muối, chút xíu vani. Này
thì xài instant pot thì mình xài sauté thôi, sau khi nấu high pressure để natural release thì mình mở nắp ra rồi mình bỏ đường vô rồi mình chuyển qua sauté mình nấu. Chuyển sauté nấu thì mình lấy cái nắp 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 thủy tinh này mình đậy nó, cho vô tí xíu muối. Sáng chói quá không thấy rõ bao nhiêu, một chút xíu thôi. Mình xài cái muối e ớt nè. Đó mình bỏ cái trân châu hoặc bự tự mình làm á. Cái này các bạn không có cần bỏ cũng được. Mình ăn chè đồ đen với nước cốt dừa cũng được, nhưng mà tại vì mình có sẵn cái trân châu này á, mình làm mình bỏ đông lạnh. Rồi nếu mà các bạn muốn tự cũng làm, một là mua trân châu về mình nấu, mình bỏ vô mình nấu, còn hai đó là tự làm. Tự làm thì mình sẽ đưa cái link mình làm, chứ mình không có muốn lấy cái lại cái việc clip đó bỏ vô nó trùng lặp quá, thành ra mình chỉ đưa link thôi. Mình đã tại vì cái phần làm này mình đã để bỏ vô cái phần chè common rồi á, mình không có muốn bỏ vô đây nữa. Lặp lại mất công. Bây giờ thì mình sau khi mà nó mình để cho nó bây giờ mình xài cái nắp nồi này, tại vì mình chuyển nó qua slow cook á, mình để từ từ mình làm chuyện khác, mình để đó đến khi mà nó cứ slow cook, nó cũng giống như là mình nấu lửa lửa thấp nhất ở trên bếp của mình á, để cho nó riu 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 trong đó, rồi cho đường nó thấm vô trong đậu, đường thấm trong đậu rồi nó thấm đi cho, vì có đường á nó thấm á, nó không có bị nát đậu, thành ra mình cứ để đây riu riu nó thấm, càng lâu thì càng thấm, nó thấm vô cái hạt trân châu luôn. Lát cái hạt trân châu mình màu trắng á, nó thấm đường đường vàng đến ra màu nâu luôn á. Bây giờ thì mình đang, các bạn cũng chẳng cần để ý cái số lượng đây, mình sẽ ghi cái số lượng ở trên trên cái description box á. Chứ còn cái này thì mình chỉ cần là coi như là 60 ml sữa, không phải sữa mà cái này gọi là sữa coconut milk, là nước cốt dừa. Rồi cái mình bỏ ra một muỗng muỗng cà phê tinh bột bắp á, để cho với lại mình thêm nước lạnh, lát mình thêm vô. Đấy, cái đường này ở cái chè này mình nấu giống như là chè nước á, rồi các bạn ăn với đá bào. Mình làm đây thì mình chưa bỏ đá vô. Nên nước dừa và nước cốt dừa này cũng làm hơi đặc đặc á. Này mình khuấy sơ rồi mình mới đem lên bếp, với rồi mình là làm cho nó tan cái đường với lại cái nước cốt dừa ra, xong rồi mình mới bỏ cái bột bán à bột tinh bột bắp vô. Cái này mình làm một ít thôi để ăn bữa tối này thôi, cho nên mình đưa cái số lượng là đưa số lượng chung cho cả cả 200 gram đậu đen á. Khuấy cho nó vừa sôi lên cái là mình tắt lửa, cái mình bỏ bỏ bò bột tinh bột bắp vô. Coi như là mình sẽ ghi công thức về cái số lượng mà làm cái nước cốt dừa, còn cái mình làm thì chẳng qua là để mình trình bày cái mình những cái bước cần làm ở trong cái món chè đậu đen thôi. Mình đậy nắp lại cho nó sôi cho mau á. Sôi cái mình đổ cái nó cũng lâu sôi.
Chè đậu đen này mình ăn với nước cốt dừa, mình đổ vô mình chụp hình thì mình để nó rời ra, chứ khi mình ăn á, thì mình khuấy nó lên. Cũng có thể mà nấu mình bỏ chung vô trong nồi mà nấu luôn cũng được. Nhưng mà tại vì khi mình nấu thành ra hai kiểu á, kiểu ăn với cái dừa bào như bò chè đặc, rồi một kiểu lỏng, thành ra mình nấu nước dừa riêng. Nó cũng đơn giản lắm, mà bỏ đậu vô nấu, nấu đậu chín xong rồi bỏ đường rồi cái mình riu riu lửa lại cho đến khi đường thấm đậu, à đậu thấm đường chứ, đậu thấm đường rồi xong bên đây nước cốt dừa mình bỏ vô luôn ở trong nồi mình nấu luôn cũng được, rồi xong cái nồi chè. Còn cái này tại mình mà làm thêm á, làm thêm cái phần mà chà đặc, thành ra nó thành ra nó phải nấu nước cốt dừa riêng, nó hơi đặc á, đặc lát cái mình đổ thêm nước mình khuấy. Nhưng mà hiện tại mình phải tắt lửa nó, chứ còn còn mình để ấy á, là nó cái bột bắp đó, nó chảy nước trở lại, nóng quá cái đứt luôn mạch luôn, cha nó ra nước lại, thành ra mình tắt nước mình khuấy sơ sơ, cái lát mình đổ thêm nước. Nói chung là chỉ là khuấy nó cốt dừa xong rồi thì mình đổ nước đổ đường rồi mình khuấy xong rồi cái mình sôi lên cái mình bỏ bột vô thôi, bỏ bột bột bắp vô rồi mình tắt lửa. Bây giờ mình múc ra đây cái chén ở dưới á, là cái chén đó mình ăn như chà đặc á, thì mình múc có cái trân châu rồi mình bỏ dừa dừa sợi vô. Các bạn muốn bỏ rồi đá thêm ăn là cũng tùy. Có đá bào thì bỏ đá bào, không có đá bào thì bỏ bỏ đá vô máy sinh tố xay cho nát ra, còn thôi để nguyên đá cục bỏ vô cũng được tùy. Còn mình ăn không có đá. Mình múc lâu á là bởi vì mình gạn nó không cho mấy cái hột mà trân châu nó dính vô á. Rồi đó cái rồi mình bỏ nước cốt dừa lên. Bỏ lên là để chụp hình với lại cho coi vậy, chứ có khi mình ăn là mình khuấy từ trên xuống dưới cho nó đều ra. Cái dừa này nó còn đặc á. Này mình chỉ làm cho đủ cái ly để mình chụp hình thôi, chứ còn mai mới ăn mới làm. Món chè ngó đơn giản vậy chứ ăn nó cũng ghiền lắm, nó cũng dễ ăn, tại vì cái hạt đậu đậu đen này, đậu đen xanh lòng á, nó bùi hơn. Còn cái đậu đen mà đậu đen của Mỹ ở phía trong nó trắng á, thì cái đậu đó nó dẻo dẻo hơn. Sắp xếp để mình chụp cái hình thumbnail đó, hai cái chén chè, một cái ly, một cái rồi. Video chia sẻ cái món chè đậu đen của mình, một món chè đậu đen mà mình chia ra làm hai, một cái như chè nước với chè đặc. Các bạn muốn là làm theo kiểu nào cũng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.